Xin chào các bạn Đây là cái cây hoa dược dược mà hôm trước Cái video trước Mình đã làm cho các bạn xem đấy Mình trồng bằng củ rời đấy các bạn Lúc này cây đã tốt như này rồi Hôm đó mình trồng mấy chậu Thì đâu còn hai chậu Còn một chậu bị sên ăn cột mất nó chưa lên được Hôm nay thì mình sẽ phải xử lý cái này Để cho nó ra nhiều thân Còn nếu cứ để le ve như này thì Sau cái cây hoa dược dược Nó không được bao nhiêu hoa Thì đối với lại cây hoa dược dược Khi trồng bằng củ thì chúng ta đã biết rồi nhiều khi củ nó lên nó mọc sẽ rất nhiều mầm cũng có củ thì nó mọc à, à, 57 mầm 10 mầm cũng có củ nó chỉ hai ba mầm à, như cái này thì mình trồng củ rời hôm trước thì mình trồng à, củ rời ở dưới này thì nó có một củ thôi các bạn lúc này cũng được độ 3 thân rồi, được ba cái thân nếu mà mình à, không muốn nó ra nhiều thân mà mình cứ để cho ra hoa tự nhiên thì như lúc này mình cứ chăm sóc mình bón phân mà thì nó sẽ lên à, tự nhiên và nó sẽ cho hoa nhưng mà À, hoa sẽ không nhiều bởi vì thân nó không có nhiều thì nó sẽ không có hoa nhiều. Đây thì mình sẽ xử lý cái hoa này để cho nó ra à, nhiều cành và sau nó sẽ cho nhiều hoa. Cái chậu hoa này nó sẽ đẹp hơn. Nó cũng rất đơn giản thôi các bạn ạ. Đây như cây này nó đang lên như thế này. Đấy, qua quan sát thì các bạn à, biết này. Lúc này thực ra nó ra được ba cái thân, ba cái thân à, còn đây. Còn đây là cái thân này, nó ra hai ngạc như này bị con ốc sên ăn các bạn. Do cái hôm ấy mình trồng mình không để ý. Nên là bị ốc sen ăn Lúc này một cái thân này nó ra thành hai ngạc Và cái thân này thì cũng bị ốc sen ăn Nhưng mà nó chỉ ra được một ngạc thôi Hôm nay thì mình sẽ cắt bỏ cái ngọn này đi Để mình cho nó ra nhiều mầm hơn Và nó sẽ thành một cái bụi cho hoa đẹp hơn Cho bằng củ Nhiều khi cái mầm nó mọc lên Nó sẽ có những cái mầm nó mọc ngang Nó không được đẹp như là mình trồng bằng cây Nhưng mà mình sẽ xử lý để cho nó ra thành một bụi còn cái phía dưới này cái mầm nó có cong queo nó có ngang dọc chăng nữa nhìn thì nó hơi xấu mắt nhưng mà quan trọng là mình làm để cho cái phần trên này nó ra được nhiều cành nhiều cành thì sau này nó sẽ thành một bụi nó sẽ cho thật nhiều hoa thì đây qua quan sát thì các bạn đang nhìn đây thì nó sẽ có những cái cặp lá như thế này một cặp hai cặp ba cặp bốn cặp nó sẽ có năm cặp lá năm cặp lá cái cặp dưới này thì mình không tính rồi cặp dưới này mình cắt đi thì nó cũng không mọc mầm nữa bởi vì bị ốc sên ăn rồi thì hôm nay mình sẽ cắt bỏ cái phần trên này đi mình để cái cành này có hai cặp lá các bạn thì cái ốc sên nó cũng ăn mất hai cái lá rồi nhưng mà hai cái đách lá này răng ra hai cái mầm rất là đẹp mình cắt mình để lại tính là hai cặp lá hai cặp lá thì nó sẽ cho bốn cành hoa thì sau này một cái cành này mình cắt đi nó sẽ được bốn cành hoa còn đây là hai cái mầm mà sau khi con ốc sên nó ăn cụt cái thân này nó ra hai cái mầm như này thì lúc này nó cũng có những cái cặp lá coi như là rất là đẹp bây giờ thì mình sẽ cắt bỏ đi để tiếp tục mình gây để cho nó ra thành một cái bụi nữa thì như cái cành này thì nó rất là nhỏ nó mới có hai cặp lá mới một cái búp thôi mình sẽ vặt bỏ cái búp này đi mình sẽ giữ lại hai cặp lá này Đấy, mình sẽ giữ lại hai cặp lá nó nhỏ, nhỏ ở dưới này và bên này thì qua quan sát thì lộng được ba cặp lá với một cái búp thì mình cũng cắt bỏ cái phần trên này đi mình giữ lại hai cặp lá Đấy, lúc này hiện tại là cái cây hoa được, được mình đã cắt ngọn xong hoàn chỉnh để xử lý cho nó ra nhiều những cái mầm mới ở đây, nó ra thật nhiều mầm để tạo thành một cái bụi hoa thực dược thật đẹp. Sau này thì nó sẽ cho hoa. Nếu mà không cắt mà cứ để tốt thì chỉ một thời gian nữa thôi là cây hoa nó sẽ ra hoa. Nếu mà trồng sớm như bây giờ, uh, hoa nó sẽ ra muộn hơn. Còn nếu mà chúng ta trồng đúng vào thời vụ mà không cắt đi thì cây hoa thực dược nhiều khi nó chỉ cao khoảng độ 50 cm là nó đã có hoa rồi. Đấy nên là khi trồng mà chúng ta muốn có cái thân cao thì chúng ta phải cắt những cái ngọn đi chúng ta xử lý để cho cái cây hoa thực dược nó phát triển ở những cái mầm mới nó sẽ khỏe hơn và nó sẽ cao hơn nó sẽ cho những bông hoa đẹp hơn còn nếu mà không muốn cắt tạo thành bụi thì các bạn cứ để như vậy các bạn chăm sóc nhưng mà cây hoa thực dược thì nó sẽ không được cao đấy là ở cái vùng miền chỗ mình còn vùng miền chỗ các bạn thì mình không biết cũng có khi vùng miền các bạn không cần phải cắt ngọn mà cây vẫn cao bình thường thì đối với cái chậu hoa rực rực này nó là cái chậu hoa rực rực mình trồng sớm trồng sớm thì cái thời tiết của đồng bằng sông Hồng lúc này của Hà Nội lúc này là nó ngày nó vẫn còn dài ngày nó vẫn còn dài thì ánh sáng nó chiếu nhiều thì cây hoa rực rực nó không ngủ được nó sẽ vẫn phải phát triển cái chiều cao lên còn thời gian nữa khi mà trồng vào chính vụ khoảng độ giữa tháng 9 âm và cuối tháng 9 âm thì lúc đó thời tiết nó sẽ chuyển sang đông ở ngày nó sẽ ngắn hơn đêm trời nó sẽ nhanh tối hơn và nó sẽ lạnh thì cây hoa được được nếu mà không cắt ngọn thì cây nó rất là thấp và nó sẽ rất là nhanh hoa Đấy. còn ở các vùng miền các bạn khí hậu nó khác thì nhiều khi các bạn cắt cũng được mà không cắt cũng được còn cái mục đích cắt chính vẫn là để cho nó ra nhiều mầm nó ra nhiều cành sau này thì nó sẽ thành một cái bụi hoa nó cho nhiều hoa nó sẽ rất là rực rỡ thay vì một cái chậu hoa như thế này chỉ có hai ba cành rất là đơn điệu cho hoa rất là ít và thời gian để mình chơi hoa nó không được dài thay vì đó thì mình cắt bỏ những cái ngọn này đi để cho nó ra những cái mầm tiếp theo ở những cái lách lá này là một cái thế hệ mới nó sẽ mọc lên và nó sẽ cho nhiều hoa và hoa sẽ rất là đẹp À, video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. À, thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.